Bà Triệu tên thật là Triệu Thị Trinh hay còn được gọi là Triệu Ẩu. Bà sinh ngày 2 tháng 10 năm Bính Ngọ, tức 8 tháng 11 năm 226, tại miền núi Quan Yên, quận Cửu Chân, nay thuộc làng Quan Yên, xã Định Tiến, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Quê hương của bà Triệu cũng chính là quê hương của hai anh em họ Khương là Khương Công Phụ và Khương Công Phục. Họ là những người đã có công khai sáng cho mảnh đất nho học Thanh Hóa nói riêng, cho cả nước ta nói chung. Bà Triệu được sinh ra trong một gia đình hào trưởng. Từ nhỏ, bà sớm tỏ ra có chí khí hơn người. Khi được cha bà hỏi về chí hướng mai sau, mặc dù còn ít tuổi nhưng bà đã rõng rạc thưa với cha mình rằng lớn lên con sẽ đi đánh giặc như bà Trưng Trắc, Trưng Nhị. Bà Triệu sớm mồ côi cha mẹ, tuổi thơ thường ở với anh trai là Triệu Quốc Đạt, cũng là một hào trưởng ở vùng Quan Yên. Khi lớn lên, bà là người phụ nữ xinh đẹp, sức mạnh, giỏi võ nghệ lại có trí lớn. Khi ra trận, bà Triệu thường mặc áo giáp vàng, đi guốc ngà, cài trâm vàng, cưỡi voi trắng một ngà và được nhân dân tôn là Nhụy Kiều tướng quân. Ngày ấy, quân bà đi đến đâu cũng được dân chúng hưởng ứng, khiến quân thù khiếp sợ. Theo truyền thuyết, để mua chuộc, giặc đã phong cho bà Triệu đến chức Lệ Hải Bà Vương, tức nữ vương xinh đẹp của vùng ven biển. Chúng còn bí mật sai tay chân thân tín tới gặp để mua chuộc bà và hứa sẽ cấp cho bà thật nhiều tiền bạc. Nhưng rồi bà cũng chẳng chút tự hào. Cũng theo truyền thuyết, sau nhiều trận thất bại, hễ nghe tới việc phải đi đàn áp bà Triệu là binh lính giặc lại lo lắng, sợ hãi. Ở tuổi 19, khi bị ép làm tỳ thiếp cho một người giàu, bà đã khẳng khái, thẳng thừng tuyên bố đầy khẩu khí: "Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ tôi không chịu khom lưng làm tỳ thiếp người." Sau đó, bà cùng anh trai Triệu Quốc Đạt tập hợp nghĩa quân dựng cờ khởi nghĩa. Năm 248, cuộc khởi nghĩa thất bại vì sức cùng lực kiệt, Triệu Thị Trinh khuyên quân rút lui để bảo toàn lực lượng và giữ lấy tính mạng. Còn mình để không bị rơi vào tay giặc, bảo vệ danh tiết, bà tự sát ở núi Tùng Thanh Hóa. Lý Thường Kiệt tên thật là Ngô Tuấn, sinh ra ở phường Thái Hòa thuộc kinh thành Thăng Long cũ. Ông mang dòng dõi của Ngô Quyền. Lý Thường Kiệt sinh năm 1019, mất năm 1105. Ông là danh tướng rất nổi tiếng vào thời nhà Lý và đã từng làm quan cả ba triều Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông. Lý Thường Kiệt là người cương trực quyết đoán lại nhất mực trung tín. Thế nên ông được nhà vua rất tin dùng và ban cho quốc tính. Từ đó ông đổi tên thành Lý Thường Kiệt. Trong lịch sử Việt Nam, Lý Thường Kiệt nổi bật với việc chinh phạt Chiêm Thành năm 1069, đánh phá ba châu Khâm, Ung, Liêm của nước Tống, rồi sau đó đánh bại cuộc xâm lược Đại Việt của quân Tống do Quách Quỳ và Triệu Tiết cầm đầu vào các năm 1075, 1076-1077. Trải qua các đời vua Thái Tông và Thánh Tông, ông được phong đến chức Thái Bảo, đứng hàng thứ tư trong triều. Đến đời vua Nhân Tông, ông là phụ quốc thái phó, nắm toàn quyền chỉ huy quân sĩ Đại Việt. Tư tưởng quân sự nổi bật của ông là tiên phát chế nhân, có nghĩa là ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân ra phá thế mạnh của giặc, chủ động tiến công trước để làm suy giảm sức mạnh và nhuệ khí của kẻ thù. Lúc bấy giờ, với tư tưởng lấy tấn công làm phòng thủ, ông đem quân đánh thẳng vào các châu Khâu, Liêm, Ung, làm phá sản kế hoạch tấn công Đại Việt của quân Tống. Lý Thường Kiệt không chỉ giỏi chiến trận mà ông còn là một nhà cầm quân rất đa mưu túc trí. Để khích lệ quân sĩ, đêm đêm ông cho người vào miếu thờ thần sông Như Nguyệt ở gần chiến tuyến để đọc to lên bài Nam Quốc Sơn Hà: "Sông núi nước Nam vua Nam ở, tranh tranh định phần ở sách trời. Cứ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh tơi bời." Bài thơ như lời hệt đã góp phần nâng cao tinh thần chiến đấu của quân sĩ và sau này nó gắn bó suốt với tên tuổi của ông. Lý Thường Kiệt mất năm 1105, thọ 87 tuổi.
Trần Thủ Độ sinh năm 1194 trong một gia đình làm nghề chài lưới tại làng Lưu Xá, huyện Ngự Thiên, lộ Long Hưng nay là xã Canh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Một vợ cha từ nhỏ, ông ở với người anh cả, phải lam lũ tìm kế sinh nhai nên học hành không được bao nhiêu. Tuổi trẻ Trần Thủ Độ được tôi luyện trong một xã hội đầy loạn ly. Năm 20 tuổi, ông gia nhập hương binh. 21 tuổi được giao chỉ huy một đội thủy binh dưới trướng người anh họ là Trần Tự Khánh. Bằng tài năng ý chí của mình, ông được nhà Lý rất trọng dụng. Trong lịch sử Việt Nam, Trần Thủ Độ là một đại công thần, là người sáng lập và trực tiếp lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước những năm đầu thời kỳ nhà Trần. Trong suốt 40 năm 1226 đến 1264, cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn liền với nghiệp đế của họ Trần. Với quá trình khôi phục và phát triển kinh tế xã hội Việt Nam từ đống tro tàn của triều Lý vào thế kỷ thứ 13. Sau khi nhà Trần thành lập, ông được vua phong làm quốc thượng phụ rồi thái sư. Bằng tài năng, uy tín của mình, ông đã củng cố nước Việt vững mạnh cả về chính trị, kinh tế, quân sự. Trần Thủ Độ cũng là người có công lớn trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất. Tháng 12 năm Đinh Tỵ, tức tháng 1 năm 1258, lúc đó thế giặc rất mạnh, quân Đại Việt bị đánh lui. Khi đó vua đã tới hỏi thái sư Trần Thủ Độ, ông đã trả lời: đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo. Và lúc gay go nhất của cuộc kháng chiến, câu trả lời đanh thép ấy của ông đã giữ vững được tinh thần dám đánh và quyết thắng của quân dân Đại Việt. Câu nói đó đã để lại trong dân tộc Việt Nam một hình tượng Trần Thủ Độ anh hùng bất khuất, tài năng quả cảm, có công lao to lớn với vương triều Trần và nhà nước Đại Việt. Trần Thủ Độ mất năm Giáp Tý 1264, thọ 71 tuổi. Trần Hưng Đạo tên thật là Trần Quốc Tuấn. Ông sinh năm 1226, quê ở làng Tức Mặc, phủ Thiên Trường, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông là con An Xin Vương Trần Liễu, cháu gọi Trần Thái Tông bằng chú. Theo truyền thuyết, từ nhỏ Trần Quốc Tuấn đã ham thích trò chơi đánh trận, 6 tuổi biết làm thơ. Lớn lên, học vấn rất uyên bác, vừa giỏi văn chương vừa hiểu thấu lục thao tam lược, cưỡi ngựa, bắn cung đều thành thạo. Năm 1257, quân Nguyên Sang xâm lược nước ta lần đầu, ông được cử cầm quân giữ biên thùy phía Bắc. 30 năm sau, trong hai cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai năm 1285 và lần thứ ba 1287 đến 1288, ông lại được đề bạt làm tiết chế thống lĩnh toàn quân và đã giành thắng lợi lẫy lừng, đánh tan quân Nguyên ra khỏi bờ cõi đất nước. Là một vị tướng tài văn võ song toàn, nhờ biết đánh giá đúng vai trò quan trọng của dân và quân, Trần Hưng Đạo đã đề ra đường lối quân sự ưu việt mang tính nhân dân, mà tiêu biểu là hai cuộc rút lui chiến lược khỏi kinh thành Thăng Long, tránh cho nhà Trần những tổn thất lớn và tạo thời cơ bẻ gãy lực lượng của giặc. Những kế hoạch làm vườn không nhà trống trên khắp các nẻo đường mà giặc đi qua, những hoạt động phối hợp nhịp nhàng giữa hương binh và quân đội chính quy của nhà nước, những trận phục kích lừng danh như trận Bạch Đằng đã làm cho tên tuổi của ông sống mãi. Ngay đến kẻ thù cũng phải nhắc đến mấy chữ Hưng Đạo Vương với niềm kính trọng. Bên cạnh tư tưởng quân sự kiệt xuất, Trần Quốc Tuấn còn nêu một tấm gương về lòng trung nghĩa sáng suốt, biết gạt bỏ mọi hiềm khích riêng để đoàn kết các tôn thất và quan quân trong triều nhằm phò vua giúp nước, đánh bại kẻ thù. Sử sách từng ghi lại câu nói nổi tiếng của ông với vua Trần Thánh Tông khi đất nước đang lâm vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc: xin bệ hạ hãy chém đầu tôi trước rồi sau sẽ hàng. Cho đến trước khi chết, ông vẫn ân cần dặn vua Trần An Tông khi nhà vua tới thăm mình rằng: khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước muôn đời vậy. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn không những là một công thần của nhà Trần mà còn là một anh hùng lớn của dân tộc. Ông thường tiến cử nhiều người có tài ra giúp nước, lập nên công nghiệp lớn như Phạm Ngũ Lão, Giả Tượng, Yết Kiêu, bất kể họ thuộc thành phần xã hội nào. Trần Quốc Tuấn mất ngày 20 tháng 8 năm Canh Tý,
tức ngày 3 tháng 9 năm 1300 tại Vạn Kiếp, thọ 74 tuổi. Sau khi mất, ông được triều đình phong tặng Thái sư Thượng Phụ Thượng Quốc Công, Nhân Võ Hưng Đạo Đại Vương. Đền thờ ông tại Vạn Kiếp được lấy tên là Đền Kiếp Bạc. Trần Bình Trọng sinh năm 1259, vốn dòng dõi vua Lê Đại Hành ở Thọ Xuân, Thanh Hóa. Trần Bình Trọng, ngay từ thuở nhỏ, được cha giáo dục, dạy dỗ chu đáo. Lớn lên, ông là người văn võ song toàn và sớm trở thành một danh tướng của nhà Trần. Ngoài việc được mang quốc tính nhà Trần, Trần Bình Trọng còn được vua Trần Thái Tông nhận làm phò mã, là chồng của công chúa Thụy Bảo và được phong tước là Bảo Nghĩa Vương, thuộc vào hàng tước vị cao nhất ở thời nhà Trần. Vào năm 1271, Húc Tức Liệt Thôn Tính hoàn toàn Trung Quốc lập nên triều đại Nguyên. Để báo thù cho việc xâm lược Đại Việt lần thứ nhất bị thất bại, Húc Tức Liệt đã huy động một lực lượng hùng mạnh, gồm hơn 50 vạn quân thủy bộ với các dũng tướng Mông Cổ như Ali Hải Nha, Ô Mã Nhi, Toa Đô, và giao cho Thái tử Trấn Nam Vương Thoát Hoang chỉ huy tiến hành xâm lược Đại Việt lần thứ hai. Trước sự xâm lăng của quân Nguyên Mông, vua Tô Nhà Trần tích cực chuẩn bị chống giặc. Với hội nghị Vương Hậu Bình Thang năm 1282 và hội nghị Bô Lão Diên Hồng năm 1285, quân dân nhà Trần đã thể hiện tinh thần sát thác, quyết đánh quyết thắng của cả dân tộc. Vào ngày 2 tháng 2 năm 1285, quân Nguyên Mông ồ ạt tấn công Đại Việt. Để tránh thế mạnh ban đầu của giặc chờ thời cơ phản công, nhà Trần vừa thực hiện chính sách vườn không nhà trống, vừa rút lui chiến lược, sơ tán triều đình về Thiên Trường Nam Định. Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng được giao chỉ huy, tổ chức chặn đánh quân giặc tại Thiên Mạc thuộc xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, Hà Nam, một cứ điểm chiến lược nằm án ngữ con đường thủy. Sau khi quân Nguyên Mông tiến vào Thăng Long, bị rơi vào cảnh vườn không nhà trống, Thoát Hoang vội cho Ô Mã Nhi đem thủy quân đuổi theo Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và vua Nhân Tông đang trên đường xuôi về Thiên Trường. Tại Thiên Mạc, cuộc chiến đấu ác liệt của quân dân Đại Việt và quân xâm lược Nguyên Mông diễn ra suốt 7 ngày đêm. Cuối cùng, với sự tăng cường viện binh của quân Nguyên, cứ điểm phòng thủ Thiên Mạc bị vỡ, Trần Bình Trọng bị sa vào tay giặc. Nhận thấy đây là một dũng tướng lỗi lạc, quân giặc ra sức dụ dỗ mua chuộc ông. Kể cả Hứa Ban Tước Vương của triều Nguyên, ông đã mắng lại chúng: "Ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc." Biết không lay chuyển được tấm lòng kiên trung sắt đá của ông, giặc đã giết ông vào ngày 26 tháng 02 năm 1285 trong sự kính phục vô hạn. Sau khi thắng lợi, nhà Trần truy phong Trần Bình Trọng tước đại vương, đây là phẩm tước cao nhất trong hàng vương hầu để xứng đáng với chiến công và sự hy sinh oanh liệt của ông. Nguyễn Trãi sinh năm 1380, hiệu là Ức Trai, quê ở Chi Ngại, nay thuộc Chí Linh, Hải Dương. Sau rời về làng Ngọc Hội, nay thuộc Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội. Cha là Nguyễn Phi Khanh, một học trò nghèo học giỏi, Đỗ Thái học sinh. Mẹ là Trần Thị Thái, con quan tư đồ Trần Nguyên Đán, thuộc dòng dõi quý tộc. Lên 6 tuổi, mẹ mất sớm, Nguyễn Trãi về ở Nhị Khê nơi cha dạy học. Năm 1400, khi ông 20 tuổi, Nguyễn Trãi thì đỗ thái học sinh. Lúc này hai cha con cùng làm quan cho nhà Hồ. Năm 1407, giặc Minh sang cướp nước ta. Hai cha con bị bắt cùng với cha con Hồ Quý Ly và các triều thần khác. Nghe lời cha khuyên, ông trốn thoát khỏi tay giặc, náo mình trong nhân dân, tìm đường cứu nước. Đây cũng là thời gian ông đi sâu vào nông thôn, hiểu được đời sống nhân dân, thấm thía sức mạnh của dân, và nhờ đó ông nhận ra chân lý: đẩy thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân. Kể từ đó ông tìm theo Lê Lợi, tham gia khởi nghĩa Lam Sơn. Ngày 1 tháng 9 năm 1442, sau khi nhà vua Lê Thái Tông đi duyệt võ đã vào Cung Sơn thăm Nguyễn Trãi. Khi vua rời Cung Sơn về đến Trại Vải ở Bắc Ninh, không may bị chết đột ngột.
Nguyễn Trãi bị vu oan cùng người thiếp của mình là Nguyễn Thị Lộ âm mưu giết vua, khiến cả ba họ nhà ông phải nhận án tru di tam tộc. Ông mất năm 1442, thọ 62 tuổi. Nguyễn Bỉnh Khiêm, tên húy là Nguyễn Văn Đạt, tự là Hanh Phủ, hiệu là Bạch Vân Am Cư Sĩ. Ông sinh ngày 13 tháng 5 năm 1491 tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, Phủ Hà Hồng, Trấn Hải Dương, nay thuộc xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Nguyễn Bỉnh Khiêm được các môn sinh tôn là Tuyết Giang Phù Tử. Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất của lịch sử cũng như văn hóa Việt Nam trong thế kỷ 16. Nguyễn Bỉnh Khiêm được biết đến nhiều vì tư cách đạo đức, tài thơ văn của một nhà giáo có tiếng cũng như tài tiên tri các tiến triển của lịch sử Việt Nam. Sau khi đậu trạng nguyên khoa thi Ất Mùi năm 1535 và làm quan dưới triều Mạc, ông được phong tước Trình Tuyền Hầu rồi thăng tới Trình Quốc Công mà dân gian quen gọi ông là Trạng Trình. Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm không chỉ có hiểu biết sâu rộng, ông còn có tầm nhìn chiến lược xuất sắc. Ông từng khuyên chúa Trịnh đừng cướp ngôi nhà Lê để sự nghiệp được vững bền. Trước khi vào Nam, chúa Nguyễn Hoàng cũng đến hỏi ý kiến ông và được Trạng Trình chỉ kế cho với câu nói nổi tiếng: Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân. Có nghĩa là một dãy Hoành Sơn có thể lập nên cơ nghiệp. Từ câu nói ấy, chúa tiên Nguyễn Hoàng nghiệm ra rằng Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã bày cho kế xuôi phương Nam lập nghiệp. Câu nói của quan Trạng đã mở đầu cho cơ nghiệp của dòng họ Nguyễn bền vững tới hàng trăm năm ở Đàng Trong, đồng thời cũng mở ra vận mệnh mới cho lịch sử dân tộc. Ngoài trừ quãng thời gian dưới 10 năm thời thơ ấu có thể xem là bình yên cuối triều Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm đã sống gần trọn thế kỷ 16. Một thế kỷ nhiều biến chuyển mang tầm ảnh hưởng chưa từng có trước đó trong lịch sử dân tộc, mà ông vừa là nhân chứng vừa là nhân tố quan trọng tạo nên chúng. Là một người xuất thân từ tầng lớp trí thức quan lại, nhưng cả cuộc đời Nguyễn Bỉnh Khiêm chưa bao giờ coi việc làm quan là lý tưởng cao nhất của sự nghiệp. Cũng như là một nhà nhân đạo chủ nghĩa, ông luôn đề cao tư tưởng thân dân trong sách lược trị nước. Nguyễn Bỉnh Khiêm mất năm 1585, thọ 94 tuổi. Quang Trung Nguyễn Huệ sinh năm 1753 tại thôn Kiên Mỹ, ấp Kiên Thành, huyện Hoài Nhơn, phủ Quy Nhơn, nay thuộc xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Năm 1771, ông cùng hai anh là Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ phất cờ khởi nghĩa. Năm 1777, nghĩa quân Tây Sơn đánh chiếm thành Quy Nhơn làm căn cứ địa tiến công giải phóng Đàng Trong. Sau 4 lần giải phóng Gia Định, Nguyễn Huệ đã tiêu diệt 2 vạn quân Xiêm do Nguyễn Ánh cầu viện tại Rạch Gầm Xoài Bút ngày 18 tháng 1 năm 1785, đập tan chính quyền phong kiến ở Đàng Trong. Năm 1786, Nguyễn Huệ đem quân ra đánh Bắc Hà và mau chóng lật đổ tập đoàn phong kiến họ Trịnh thống trị đã 300 năm, lập lại nhà Lê. Vì hèn kém, nhu nhược và để bảo vệ ngai vàng nên năm 1788, Lê Chiêu Thống cổng trắng cắn gà nhà cầu viện quân Thanh. Vua Càn Long nhà Thanh lợi dụng cơ hội để xâm lược nước ta, cử Tôn Sĩ Nghị đem 20 vạn quân Thanh sang xâm chiếm nước ta. Được tin, Nguyễn Huệ làm lễ đăng quan tại Hứa Vân, lấy niên hiệu là Quang Trung rồi thống lãnh 10 vạn quân thủy bộ tiến ra Bắc Hà. Mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, với cuộc hành quân thần tốc, ông đập tan và quét sạch 20 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi, giải phóng miền Bắc ra khỏi ách xâm lược. Nguyễn Huệ đã phá tan mọi âm mưu câu kết của các thế lực phản động trong nước và nước ngoài, chuẩn bị kế hoạch tiến đánh Nguyễn Ánh đang quấy phá ở Gia Định. Nguyễn Huệ là một anh hùng dân tộc, không những ông là một thiên tài quân sự mà còn xuất sắc về chính trị, ngoại giao, kinh tế. Là một vị tướng bách chiến bách thắng, trải qua 20 trận chiến đấu liên tục và đánh đầu thắng đó, càng về cuối đời chiến đấu của ông, thắng lợi càng huy hoàng, chiến công càng hiển hách. Ông từng viết bài hịch gửi nhân dân hai tỉnh Quảng Ngãi, Quy Nhơn: nơi nào ta mang quân tới, nơi đó quân thù bị đánh tan tành.
Trước khi mang quân tiêu diệt 29 vạn quân Thanh ở Thăng Long vào Tết Kỷ Dậu 1789, nhà vua cũng khẳng định: đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luồng bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Nguyễn Huệ từ trần vào mùa thu năm Nhâm Tý ngày 16 tháng 9 năm 1792. Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch hay còn gọi là Chơn. Nguyễn Trung Trực sinh năm 1838 tại xóm Nghề thôn Bình Nhật, Tổng Cửu Cư Hạ, huyện Cửu An, phủ Tân An, tỉnh Gia Định, nay thuộc ấp một xã Thành Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nguyễn Trung Trực xuất thân trong một gia đình chài lưới ở hạ lưu sông Vàm Cỏ năm 1861. Hưởng ứng lịch Cần Vương chống Pháp, ông chiêu mộ một số đồng nông dân nổi dậy đánh phá các đồn Pháp ở các vùng thuộc phủ Tân An, lập được nhiều chiến công nên được triều đình Huế phong chức quản cơ. Nghĩa quân dưới quyền lãnh đạo của ông gồm một số nhà yêu nước: Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Học, Lương Thân, Hồ Quang. Họ đã tổ chức cuộc phục kích đốt tàu của Pháp vào trưa ngày 10 tháng 12 năm 1861 tại sông Nhật Tảo. Sau đó, Nguyễn Trung Trực tiếp tục chiến đấu qua lại trên địa bàn Gia Định, Biên Hòa. Sau khi ba tỉnh miền Đông Nam Bộ bị mất bởi hòa ước năm Nhâm Tuất 1862, ông được phong làm lãnh binh. Năm 1861, Nguyễn Trung Trực lại được triều đình phong chức Hà Tiên thành thủ úy để trấn giữ đất Hà Tiên. Sau khi thành Hà Tiên thất thủ, ngày 23 tháng 6 năm 1867, ông rút quân về Rạch Giá tiếp tục cuộc chiến đấu, lập căn cứ ở Hòn Chồng. Ngày 16 tháng 6 năm 1868, Nguyễn Trung Trực cho quân đánh úp đồn Kiên Giang, nay là thị xã Rạch Giá, tiêu diệt địch và làm chủ tình hình. Giặc Pháp phản công, ông rút ra đảo Phú Quốc lập căn cứ nhằm chống giặc lâu dài. Pháp phải huy động một lực lượng hùng hậu đến bao vây và tấn công đảo. Đến tháng 9 năm 1868, để bảo đảm lực lượng nghĩa quân và nhân dân trên đảo, ông tự ra nộp mình cho giặc. Ông bị giải về Sài Gòn. Viên thống soái Nam Kỳ lúc đó vừa dụ hàng vừa hăm dọc, ông trả lời: thưa Pháp soái, chúng tôi chắc rằng lúc nào ngài trừ cho hết cỏ trên mặt đất thì chừng đó ngài mới may ra trừ tiệt được những người ái quốc của xứ sở này. Trước khi hy sinh, ông còn khẳng khái nhắc lại: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây. Và rồi biết không thể thuyết phục được ông, cuối cùng giặc Pháp đem ông ra hành hình ở chợ Rạch Giá ngày 27 tháng 10 năm 1868. Dù hy sinh, nhưng câu nói của Nguyễn Trung Trực đã trở thành lời hiệu triệu cho biết bao thế hệ thanh niên ra đi tìm đường cứu nước.